Lãnh đạo xã Đắc Lao, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn làm 3 căn nhà bị thiêu rụi. Khoảng 7 giờ sáng 16 tháng 4, lửa bốc cháy tại căn nhà gỗ khoảng 80m² của ông Nguyễn Văn Thuần, thôn Đắc Thủy, xã Đắc Lao. Hầu hết tài sản trong nhà bị cháy rụi. Đám cháy tiếp tục lan rộng sang 2 căn nhà liền kề. Rất may tài sản ở 2 căn này đã được người dân di tản kịp thời trước khi lửa lan sang. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an huyện Đắc Min điều tra, làm rõ.